Thân mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem về cái vườn vạn thọ nha các bạn, cũng như là cái vườn hoa cát tường nha các bạn ha. Và mình sẽ chia sẻ cho các bạn nào mà mới trồng các bạn, cũng như là các bạn mà chuẩn bị mua để mà hoa Tết á, để mà trưng trong nhà mình á, thì để các bạn biết được cái giá của nó là bao nhiêu một chậu nha các bạn. Và các bạn mà nào mà trồng bán ra thì mà chưa có kinh nghiệm thì các bạn cũng biết cái giá để các bạn bán ra ha. Thì ở đây mình quay cho các bạn xem cái vườn hoa vạn thọ nha các bạn. Thì cái giá của nó thì nếu mà trung bình các bạn từ đây tới Tết á, này nọ này đó, thì một chậu như thế này là khoảng là 50.000 nha các bạn ha. Thì bán một lần á, là bán một cặp là rơi giá là khoảng đâu là 100.000 ha. Đối với chậu nhỏ nha các bạn, đây quay kỹ cho các bạn xem ha. Và ở đây á, là mình đang quay cho các bạn xem là vườn hoa vạn thọ là màu cam với màu vàng nha các bạn ha. Đó. Đó các bạn xem. Mình đang cố gắng quay rất là chậm nha các bạn. Đấy. Thì mà khi mà các bạn mua về các bạn thì mà các bạn để trưng Tết á, thì các bạn cần tưới nước sơ qua ha. Thì giá của nó cũng rẻ đó các bạn, chỉ 50.000 thôi. Còn đối với những bạn nào mà mới trồng cái lần đầu tiên, các bạn không có nắm được cái giá thì đây mình cũng được chia sẻ ha. Chỉ 50.000 là một chậu. Rồi giờ mình sẽ đi tới mình quay cho các bạn xem ha. Nè. Đó, và các bạn lựa là những cái chậu bông nào mà nó còn búp như thế này các bạn. Và bông nó cũng mới là trổ vừa thôi. Đó, khi mà bạn trưng Tết tới dịp Tết thì nó vừa ha. Đó. Ở đây là chủ vườn được lên kệ hết rồi nha các bạn. Để mình quay một vòng cho các bạn xem. Rồi sau đó thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái giá của chậu hoa cát tường nha các bạn ha. Đó. Ở đây trồng vạn thọ rất là đẹp nha mọi người. Tỉa đi cơi này nọ rất là ok. Đây các bạn xem. Thì giá thì ở mỗi nơi nó mỗi khác nhau nha các bạn, nhưng mà hiện tại thì cái giá mà mình nắm được một chậu như thế này nè các bạn, một chậu là gồm hai cây ha, hai cây nhỏ ha, là giá nó rơi trung bình là 50k. Còn nếu mà chậu lớn thì nó sẽ rơi vào là 75k cho một chậu nha các bạn, là một cặp có nghĩa là 150 á. Các bạn nhìn ha, nhìn rất là ok nha mọi người. Thì bạn nào đang xem video của mình mà thấy mình chia sẻ được á, thì các bạn hãy like cho mình một like nha các bạn, cũng như nhấn nút đăng ký ha. Thì khi ra mình ra video các bạn cũng sẽ nhận được ha. Đó. Để mình đi tới mình quay cái góc bên đây cho các bạn xem ha. Chủ yếu là hôm nay á, là chia sẻ cho các bạn về cái giá của cái cây vạn thọ thôi, cũng như là cây cát tường ha. Cây cát tường thì nằm mé bên kia các bạn, ông anh mình ổng đang chăm sóc á, chút xíu mình qua bển mình quay rồi mình chia sẻ cho bạn cái giá. Đó. Còn người trồng các bạn khi mà trồng cái này thì nói chung là cũng có năm trúng và năm lỗ các bạn. Trồng này cũng không phải canh ngày này các bạn, rồi giá thể này nọ tùm lum các bạn. Rồi phải đi phân cho nó đúng, không nó nở sớm rồi nó nở trễ này nọ. Bởi vậy khi mà bán cho các bạn mà cái giá mà 50k một chậu á, thì nó cũng không có gọi là mắc đâu các bạn. Một cặp chỉ có 100.000 thôi, nói chung mình mua cái này về mình trưng Tết là rất là ok rồi. Các bạn rất là đẹp nha mọi người ha. Còn như mà bạn mua lẻ ở ngoài mấy cây ấy, mà nó không lên chậu thì nó rẻ rồi. Chỉ có là 10 đến 15.000 cây thôi các bạn. Đó, còn lên chậu thì nó sẽ từ 50.000 trở lên cho một chậu ha. Một chậu là gồm hai cây. Đây các bạn ha. Này mình lên kệ hết ráo các bạn. Cho nó không có mình tới khi mà mình tưới nó cũng dễ hơn, tại vì bông các bạn nó khi mà nó trổ như thế này mình không thể tưới ở trên đọt được, nó sẽ bị dập các bạn. Đó. Nói chung cũng khó khăn lắm. Đó, để quay lại một cái nữa là mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cây cát tường ha. Đấy, nhìn bông rất là đẹp ha, tươi ha. Thì mình có nguyên cái danh sách phát mà cho các bạn nào mà đang trồng về bông vạn thọ đó, thì
thì các bạn có thể là vào tham khảo ha. Mình cũng có chia sẻ rất là nhiều về cái chủ đề cây vạn thọ này các bạn, về cách đi phân này nọ và cái thời điểm trồng nó như thế nào á, thì bạn có thể vào xem ha. Đó. Ở đây vườn này là của ông anh mình nha các bạn, không phải của mình. Nay ổng chuẩn bị đang chăm sóc á, mình lên mình học hỏi một số kinh nghiệm sẵn quay chia sẻ cho các bạn luôn. Báo cho các bạn cái giá để cho các bạn nào mà là người mua thì các bạn sẽ không có bị lầm ha. Thì giá này thì nó có thể là nó thay đổi đối với những ngày cận Tết các bạn. Nếu mà những ngày cận Tết như 29-30 thì nó sẽ rẻ, còn những ngày như là khoảng như là 25-28 thì nó tầm giá đó nha các bạn. Nó giá thì nó thay đổi nó liên tục, thì bạn nào đang đăng ký kênh mình thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn cái giá nó thay đổi ha. Để các bạn xem rất là đẹp nha mọi người. Đấy các bạn, ở đây thì mình trồng rất là nhiều loại thứ, rất là nhiều loại cây các bạn. Nhưng mà gần Tết này thì trồng những cái loại mà hoa bán Tết như vạn thọ nè, nó cát tường này nọ các bạn, cúc mâm xôi nè các bạn. Đó. Thì trong những video sau thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cúc mâm xôi ha, này nọ ha, cũng như là cúc Hà Lan này nọ đó, nhiêu chậu này nọ đó, sẽ quay trực tiếp chia sẻ cho các bạn sống đời luôn ha. Đây các bạn. Để mình qua quay cái phần qua cát tường cho các bạn xem ha. Vạn thọ thì nó chuẩn hơn nữa, nên mình trồng nhiều nha các bạn. Còn như cát tường thì nó cũng ít người chơi các bạn, nên cũng trồng cũng hạn chế lại. Thì đây là cái những cái chậu mà qua cát tường này các bạn. Thì một cặp như thế này nó sẽ rơi vào khoảng là 200.000 cho một cặp nha các bạn ha, chậu nhỏ luôn á. Đó, thì vì cái loại cây này các bạn, cái giá thể của nó cũng như là cách đi phân của nó các bạn, canh Tết nó khó hơn cây vạn thọ các bạn, nên giá bán thì nó tầm khoảng là 100.000 cho một chậu nha các bạn ha, và một cặp là 200.000 đó. Nãy giờ mình chia sẻ sao là cái lý do là nó hơi mắc nha các bạn ha, nó mắc hơn cây vạn thọ nên mình quay nó sao đó, và quay sơ cho các bạn xem nè. Nó bông nè, nó phải tốn giá thể rất là nhiều, và cây tre thì găm rất là nhiều nha các bạn đó. Thì giá nó tầm khoảng là 100.000 một chậu và 200.000 cho một cặp ha. Đó. Thì video ngày hôm nay là mình đã chia sẻ cho các bạn là cái giá mà cho những người bạn nào trồng Tết cũng như là người mua, các bạn biết được cái giá để các bạn có thể là mua nó không có bị lầm ha. Đó. Đây, quay tổng thể cho các bạn xem sơ cái nữa mình kết thúc nha. Đó, này vạn thọ nè. Còn này bên đây là cát tường nha các bạn ha, qua cát tường ha. Đó. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình nha. Mến chào nha.